ở trên á. Rồi mình xin chào bà con cô bác anh chị em gần xa, hôm nay mình có về một số cây để giao lưu với bà con cô bác nha, mong bà con cô bác ủng hộ mình nha. Thì mình có về một số phôi trang, thì phôi sam hương đài loan đó, trang vàng trang đỏ có sam hương đài loan nha bà con. Rồi phôi giấy, phôi giấy hàng khủng khủng luôn nha bà con, với mấy cây linh sam 86 và mai kiến thủy kim thanh mai với trung nu, mai kiến thủy lá lớn nha bà con. Cũng rất mong bà con ủng hộ mình nha, mình ở đây chân thành cảm ơn nhiều. Đầu tiên là một cây trăng đỏ lá nhỏ bà con ơi, đầu tiên là cây trăng đỏ lá nhỏ nha. Cây này nó thình chậu rồi bứng cắt thôi, để bây giờ vô chậu nó được ra bông lần đầu tiên rồi đó bà con ơi. Cây này mình bán xong mình ship mình bó bầu cho bà con chứ không ship ở chậu nha, cây này bị nó nặng lắm. Đó, trăng đỏ lá nhỏ, cây thình chậu nha, đảm bảo thình chậu 100% nha bà con. Rồi thông số chiều cao đến đây là nó một mét nha bà con, cao tới đỉnh là 1 mét, tán rộng ở đây là 80 nha, cao 1 mét tán rộng 80. Cây thừng chậu nha, cây nở ra bông rất là nhiều rồi nha, nó đang lú qua với một số nó đang nhũ nhũ qua số nở đó, trăng đỏ lá nhỏ. Rồi để mình thông số hoành cho bà con xem nha, hoành tổng thể cái bộ đế của nó nha bà con. Hoành của nó là 47 thôi nha, tính 47 thôi đó, vòng vòng cái đế cái nhìn ghi thích ghi thẳng nè. Hoành tổng thể nó là 47 nha bà con, cái bể này nó liền hết không có rời nha, bảo là đảm bảo là liền 100% nha, cái liền bể. Để mình đo cái cây cốt, cốt này cốt bự nè, cốt này cây này nó một cốt dưới lên chi hai thân, cốt bự này nó tới 21 luôn. Cốt này nó liền nha bà con, nó liền nha, 21 cốt đại diện nó 21, tổng cộng nó cây 4 6 8 9 cốt gì đó. Đó trang đỏ lá nhỏ nha bà con. Rồi cái mã số 1 trang đỏ lá nhỏ này mình giao lưu với bà con cô bác là với giá là 4 triệu, mình bao ship toàn quốc luôn nha, cái này nó bó bầu nha bà con chứ không có ship chậu được nha. Rồi tiếp tục là mã số 2 là một đôi trang đỏ lá nhỏ nha bà con, đôi trang đỏ lá nhỏ, hoành cái này khoảng 12, cái này khoảng 13 nha bà con. Đó, chiều cao nó vậy nha, trăng đỏ lá nhỏ, đế thì nó rất là đều nha, trăng đỏ lá nhỏ. Rồi mã số 2 trăng đỏ lá nhỏ giao lưu giá 600k, mình bao ship toàn quốc nha bà con, trăng đỏ lá nhỏ mình bao sống bao ship luôn nha. Tiếp tục là mã số 3 cũng là đôi trăng đỏ lá nhỏ nha, đôi trăng đỏ lá nhỏ nha bà con. Đó, cây này hoành cũng khoảng 11 12, cây này chắc trên 12, cây này khoảng 11 nha bà con, chiều cao nó như vậy nè. Đó, cây nào đế cũng đều hết nha. Rồi cái mã số 3 này với giá là 500k, mình bao ship toàn quốc luôn, 500k trăng đỏ lá nhỏ. Rồi tiếp tục mã số 4 cũng là đôi trăng đỏ lá nhỏ luôn. Đó, cây nào cũng đế đều gan nha bà con, trăng đỏ lá nhỏ, đế rất là đều, cây này bị trồng trong bọc thôi. Rồi trăng đỏ lá nhỏ, hoành cái này khoảng 12 11 trở lại nha bà con, trăng đỏ lá nhỏ cái đôi này bán giao lưu giá là 500k, mã số 4 luôn, trăng đỏ lá nhỏ. Tiếp tục là mã số 5 cũng đôi trăng đỏ lá nhỏ luôn. Rồi cái đôi này cũng có giá 500k luôn nha, hoành của nó khoảng 11 12 vậy đó bà con, cao vậy nè, cao khoảng trên một tấc vậy nè, bông sai lùng lịch, đế rất là đẹp nha bà con, trăng đỏ lá nhỏ mã số 5 cũng 500k luôn. Rồi tiếp tục mã số 6 lộn cây đó, thêm cây này nè, chặt rồi nè, lấy cây bụt dây nè. Rồi tiếp tục là mã số 6, mã số 6 cũng là một đôi trăng đỏ lá nhỏ nha, cái này thứ 8 lộn rồi đó, lấy ghi lộn cái này trăng đỏ. Rồi tiếp tục là mã số 6, để đi, tiếp tục là mã số 6 là cái đôi trăng đỏ lá nhỏ nha bà con. Đó, đôi trăng đỏ lá nhỏ mã số 6 là mình giao lưu với giá là hoành nó cũng khoảng 13 14 15 gì đó nha bà con. Cái này hoành chỗ này là 17 nè, cổ rễ 7, còn này khoảng 14 15 ha. Rồi đôi mã số 6 này mình giao lưu với giá là 1 triệu, mình bao ship luôn nha bà con. Rồi tiếp tục là mã số 7 nha, mã số 7 là một đôi trăng, cái này là cây trăng đỏ nha bà con, đế rất là đẹp nha, hoành nó khoảng 16 nha, tròn là khoảng 15 16 gì đó, nó hoành 3 cốt rồi nè.
đó, đế thì rất là đều nha. Đó, cây mã số 7 này giao lưu giá 600k mà con, chiều cao vậy nè mà con, đế là vậy nè. Đế rất là đều nha, đế đều gan đi dưới lên trên luôn. Đó, như củ sứ vậy đó. Rồi cây này 600k mã số 7. Rồi tiếp tục đôi mã số 8 là đôi trang vàng nha mà con. Hết trang đỏ rồi tới trang vàng nha. Đó, cái đôi trang vàng mã số số 8 này nè, hoành khoảng 10 11 nha mà con. Đó. 11 12 trở lại thôi. Rồi cái đôi số 8 này là giá 500k, trang vàng lá nhỏ, có ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp tục là mã số 9. Mã số 9 là một cây trang vàng lá nhỏ nha. Trang vàng lá nhỏ một cốt cho bà con, để coi hoành cho bà con xem nha. Hoành nó vị trí là 13. Chiều cao nó 20 bà con ơi. Đế nó đều vậy nha. Rồi cây này 550k mã số 9. Rồi tiếp tục là mã số 10. Cũng là cây trang vàng lá nhỏ luôn nha bà con, đế cây này thì đều. Rồi thông số hoành cho bà con xem. Rồi hoành nó 13 luôn nha. Chiều cao nó là 21. Đế đều. Rồi cái mã số 10 này 550k luôn bà con ơi. Tiếp tục mã số 11. Tiếp tục mã số 11 cũng là một cây trang vàng, cây này có củ rất đẹp nha bà con. Rồi hoành nó 13 rưỡi, cây 13 thôi. Chiều cao của nó là nó 18. Rồi mã số 1 này cũng 550k luôn bà con ơi. Ủa 10 mã số 11 550k. Tiếp tục mã số 12. Cũng là một cây trang vàng nhỏ, cây này đế rất là đẹp nha bà con. Đó mã số 12. Chiều cao của nó là 19. Rồi hoành nó 14 nha bà con. Rồi mã số 12 này 550k nha bà con, hoành 14. Tiếp tục là mã số 13. Cũng một cây trang vàng lá nhỏ luôn. Rồi chiều cao nó 15. Ông chỗ hoành nó coi. Rồi hoành nó vị trí này 14 nha bà con. 14. Đó, cây mã số 13 này 550k trang vàng lá nhỏ luôn nha. Rồi tiếp tục là mã số 14. 14 trang vàng lá nhỏ luôn. Chiều cao đó là 17 nha. Hoành vị trí này 13 rưỡi nè, 13 thôi. Rồi cây này giá 500k mã số 14, trang vàng lá nhỏ. Tiếp tục mã số 15, cũng một cây trang vàng lá nhỏ, cây này đế rất là đẹp nha. Một cốt cho bà con. Rồi chiều cao của nó là 23. Hoành vị trí này là 10 gần 13 tính 12 thôi, cũ đều nha bà con. Cây này cũng 500k luôn, mã số 15, trang vàng 500k. Tiếp tục mã số 16, cũng là cây trang vàng lùng lực nha bà con. Đó. Chiều cao nó 18. Hoành vị trí này nó 15 nha bà con, trên 15 tính 15 thôi. Cây này đế cũng đều nha bà con, đế đều bốn mặt hết trơn nha. Rồi cái mã số 16 này trang vàng lá nhỏ giao lưu giá 550k. Tiếp tục mã số 17. Cũng là cây trang vàng lá nhỏ luôn. Chiều cao của nó là 18. Hoành của nó là 13. Trên 13 tính 13. Rồi cây này 550k luôn bà con ơi. 500k hay 550? 500k. Mã số 17 500k. Tiếp tục mã số 18. Cũng trang vàng lá nhỏ luôn bà con ơi. Mã số 18. Chiều cao nó 22. Hoành hai thân nữa đây là 18. Rồi hoành một cây đại diện nữa coi. Là 9 gần 10 nha con. Rồi mã số 18 này cũng 550k luôn con ơi. Trang vàng nó nhỏ. Rồi tiếp tục hết mấy phôi trang mình đó, mấy phôi sam hương Đài Loan nha bà con. Ông bà con ủng hộ mình nha, có mấy phôi sam hương mình bán giá rẻ nha, bị gì cái này người ta phá hết vườn ta bán hết rồi, thành ra bứng cây nó nhỏ nhỏ không bà con ơi. Có gì ủng hộ mình nha. Rồi mã số 19. Chiều cao nó là nó 28. Hai cây nó cũng chiều cao cũng bằng nhau nha bà con. Hoành nó là 15 16 nha bà con, 15 đi. Đo này hoành nó khoảng 15. Đó. Mã số 19 này 600k bà con ơi, cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp tục là mã số 20. Đó, cũng là một đôi sam hương Đài Loan. Đó, cây nào đế nó cũng đều cho ngày nữa bà con, gì chặn rễ cho nó gọn vô trồng rất là đẹp, thì cắt rễ sâu như nè, nuôi lệ sau này đế rất là đẹp. Đó cây mã số 20 này nghe hoành nó khoảng 10, cây này khoảng 18 19 gì đó, cây này khoảng 17.
đó. Đây là cái đôi mã số 20 này 600k đó nha bà con, chiều cao nó khoảng nhiều 3 tấc mấy 4 tấc nè. Đó, 600k mã số 20. Tiếp tục là mã số 21. Đó, cái này mình mini mình bán rẻ cho bà con chơi nha, hoành nó khoảng 16 15 nha bà con. Đó, đế rất là đẹp. Chiều cao khoảng 3 tấc rưỡi. Mã số 21 này có 400k hồ con ơi, mình bao ship toàn quốc luôn. Tiếp tục là mã số 22. 22 cũng là đôi xem hương nè luôn. Mã số 22 này nha bà con. Còn cái này khoảng 18 19 gì đó, cái này thì khoảng 16 17 ha. Chiều cao nó một gang tay vậy nha bà con. Rồi cái đôi này 400k luôn con, mã số 22 400k luôn. Tiếp tục là mã số 23. Cũng là một đôi xem hương nè luôn. Đó, mã số 23 cái này nó cao nè, cái này cao khoảng 40 phân. Đó, hai cây cũng là lá nha, cái này 40 nữa. Vành của nó là khoảng 10 cái này có 19 18 gì nè. Cái này có 18 à, cái này 19 20 gì nè. Rồi cây mã số 23 này 700k đâu con ơi, xăm hương này luôn. Tiếp tục mã số 24. Rồi xăm hương này lon luôn nha. Mã số 24. Vành của nó thì khoảng 17 18 rồi con. Đó, cái này khoảng 18 và cái này khoảng 17. Rồi cái đâu mã số 24 này chiều cao gì nha bà con. Mã số 24 này 550k luôn, xem hương này luôn. Tiếp tục là mã số 25. Cũng là đôi xem hương này luôn luôn. Thì này ta phá vườn rồi, ta dẹp hết rồi, cây nhỏ nhỏ mình biến hết luôn nha bà con. Mã số 25 nha. Hoành của nó về, hoành nó khoảng 16 17 18 luôn lại. Rồi mã số 25 này 550k luôn. Chiều cao gì nha bà con. Cái này bạn bay đây nè. Đó, dáng này dáng bay bay. 550k, mã số 25. Tiếp tục mã số 26. Đó, 26 này chỉ có 400k thôi bà con ơi. Đó, hoành của nó khoảng 15 16 vậy đó. Cũ thì bự, cái này cũ cái 20. Đó, cái hoành mã số 26 này 400k luôn. Bao ship toàn quốc. Số điện thoại mình là 0915725306, số Zalo là số đó bà con ơi. Mình tên là Triền ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thế, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Rồi, tiếp tục là mã số 27. Cũng là đôi xăm hương này luôn. Cái này hoành khoảng 17 18. 18 mới lên, cũ thì khoảng 20 trên 20 nha con, cũ rất là bự nè. Đó, chiều cao nó khoảng 30 mấy 40 phân. Đó, cái đôi này mã số 27 Zalo giá 600k bà con ơi. Tiếp tục là mã số 28. Cũng là đôi xăm hương này luôn. Cái này lùng lực nha. Cái này nó vừa cắt rồi nuôi đây chơi bonsai lùng lực cũng được. Đó, cái này hoành trên 20. Cái này hoành khoảng 18 19 nha bà con. Chiều cao khoảng hơn gang tay. Đó, cái đôi mã số 28 này Zalo giá 600k. Bao ship toàn quốc. Rồi, tiếp tục là mã số 29. Cũng là đôi xăm hương này luôn nha. Hoành này có 16 17 nha bà con. Đó, chiều cao hơn găng tay nè. Rồi cái đôi này mã số 29 này 500k luôn. Rồi, tiếp tục là mã số 30, cũng là một cây xăm hương. Cái này một cây một nha bà con. Cái này nó bự. Cái này hoành lớn à. Xăm hương này luôn. Cái này hoành tới 26 27 là 26 thôi. Hoành 26. Chiều sáng qua là chiều cao đó là 25. Đó, cây này mã số 30 này Zalo với 450k mình bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi xong rồi. Xong rồi. Rồi, tiếp tục là mã số 31 là một cây hoa giấy. Có một cái dáng dáng lông nha bà con. Đó. Cái bộ rễ cũng như là dáng lông, nó rễ rất là đẹp, nó hoàng mèo nha. Tàn nó nè, rất là đẹp. Đó, cây hoa với Mỹ nguyên thủy nha bà con. Cái này nằm ở chậu cho mình bán xong mình ship mình bó bầu cho bà con chứ không có ship luôn, cái chậu nặng lắm nha. Mình bó sống nha. Cây này nữa bó bầu, cây rất là khỏe. Trồng ở chậu được 2 năm rồi. Cây này đó bứng phôi gì vô chậu được 2 năm rồi bà con ơi. Rồi để mình thông số cái hoành cho bà con xem nha. Rồi, hoành ở vị trí này là nó vị trí này, hoành vị trí này nó 29 nha, gần 30 tính 29 nha bà con. Đó. Còn cái cũ của nó nè. Cũ nó rất là dài. Rồi, cái cũ ở đây là 70 nha, 71 tính 70 thôi bà con ơi. Đó cái cũ của nó. Đây là cái cũ nó bò ra ngoài rất là đẹp, giống dáng như dáng lông nha bà con.
cần bay nó từ đây ra đây coi. Đó, nó bay tới đây là nó khoảng 1 mét nha bà con, ra tới đó là khoảng 1 mét nha, từ đầu tới tới bụi rễ là khoảng 1 mét nha. Đó, cây rất là đẹp nha. Đó, phô qua với Mỹ Nguyên Thủy này là mã số 31, mình giao lưu giá là 2,5 triệu, mình bao ship luôn nha bà con, 2,5 triệu bao ship luôn. Cái nữa là mình có bầu chứ không có ship chậu nha bà con, nhưng mình bao sống đàng hoàng nha. Rồi, 2,5 triệu. Rồi tiếp tục mã số 32 cũng là một phôi qua với Mỹ rồi con, cái dáng này nó quái quái như dáng thú rồi con. Đó, bò bò vậy nè. Đó, cái này dáng rất là quái rồi con, dáng rất là quái nha. Đó, qua với Mỹ Nguyên Thủy rồi con. Rồi, thông số hoành cho bà con xem nha. Hoành cái vị trí này là nó 26 nha, vị trí này nó 26. Đó, cái cần nó phóng ở đây là nó khoảng 33. Rồi đó, hoành cũ cho con xem nha, hoành cũ ở đây là 65. Đó, coi qua với Mỹ Nguyên Thủy rồi con, nữa mình ship luôn cái chậu cho con chơi luôn cũng được. Cái chậu này chậu bằng nhựa, nó cũng nhẹ. Rồi mã số 32 này giao lưu giá 1,3 triệu, mình bao ship luôn nha. Rồi tiếp tục là mã số 33, cũng là phôi qua với Mỹ luôn, mã số 33 nha bà con. Quái quái nè, được mấy cái bụi rễ nó quái không bà con ơi. Mã số 33, rễ đặc mà rất là quái. Rồi cái hoành ở vị trí này nó 21. Hoành cũ ở đây nó 53. Đó, cái mã số 33 này giao lưu ý giá là 1 triệu luôn bà con ơi, mình bao ship luôn nha, 1 triệu. Mã số 33, tiếp tục mã số 34 cũng là phô với Mỹ luôn. Đó, cây này là trồng như chậu là nó có lá lú đầy đủ nha bà con, hết thì chết nha, mình bao sống và ship nha. Qua với Mỹ Nguyên Thủy. Rồi hoành vị trí này là nó 19 nha. Hoành cũ này nó 58. Rồi cái phôi qua với Mỹ này cũng giá 1 triệu luôn bà con ơi, mã số 34 1 triệu luôn. Tiếp tục mã số 35 cũng là phôi qua với Mỹ luôn. Đây là dáng quái nè, bye bye nha bà con. Phôi qua với Mỹ. Cái này là mã số 35. Hoành ở vị trí này 19. Cần nó bay ra đây là nó 55. Đó, phôi giao qua với Mỹ này quái rồi con. Rồi cái phôi qua với Mỹ này giao lưu giá 800k, mình bao ship luôn con ơi, 800k. Tiếp tục là một phôi qua với Mỹ Nguyên Thủy luôn, mã số 36. Đó, cây này có bộ rễ rất là đẹp nha, có dáng nó bay rất đẹp rồi con. Trời, dáng bay rất đẹp, bộ đế nó đi theo cái đúng theo cái dáng nó luôn. Rồi thông số hoành cho bà con xem vị trí này coi. Vị trí này nó 21 bà con ơi. Vị trí này nó 21. Thằng nó bay đây là 52. Cái này hoành cũ rất là to. Rồi làm cũ 56. Nhưng mà nó dài, cũ nó sởm dài ra. Cái này mã số 36 là giao lưu giá 1,3 triệu luôn bà con ơi, mình bao ship luôn nha. Mã số 36 1,3 triệu, cũ rất là đẹp, cũ này nó già cũ chứ không phải là ấy con, cây non. Rồi tiếp tục mã số 37 cũng là phôi qua với Mỹ luôn bà con ơi. Cái này mình về được có mấy phôi qua với Mỹ giao lưu, mong bà con ủng hộ mình nha. Cây này còn cái già không à. Rồi hoành của nó là 23. Thì cũ nó bay ra đây là nó 46. Tổng hoành cũ của nó là nó 65. Rồi cái phôi qua với Mỹ mã số 36 này mình giao lưu với 37 này, giao lưu giá 1,2 triệu bà con ơi, giá 1,2 triệu bao ship luôn nha. Rồi tiếp tục là có một cây hồng ngọc mai nha bà con. Ngọc mai cái này nó thần chậu, cái này nó thần chậu rồi, ở trong chậu nó cũng lâu lắm rồi, thành ra cây nó không lớn mà đế rất là đẹp nha bà con. Hồng ngọc mai đế nó chảy đều gan này, cây này nó sắp đế là nhỏ nè. Rồi con đế rất là đẹp nha, hoành của nó khoảng 9-10 vậy nè, bự ngón tay cái mình nha.
cây thường chậu, cây này là trong chậu có lâu rồi, thằng ra nó không có lớn, rễ đẹp, chiều cao nó 27, tán nó rộng ở đây là nó 34, tán ngang nó 30 rồi con ơi. Rồi cái hồng ngọc mai rồi con đó, để rất là đều nghe nè, để chảy cây này, cây người ta sửa người ta nuôi chơi con sai, rất là ra hoa nhiều con. Cây này mã số 38 này lưu giá 800k mà con ship luôn cái chậu cho con chơi nha, hồng ngọc mai. Rồi tiếp tục là mã số 39, một cây linh sam 86 lá gí nguyên thủy nha con. Đó, cây này có thân lắc lượng rất là đẹp nha, lắc lượng rất là hay, 86 lá gí nguyên thủy. Đó, cây này hoành thì còn nhỏ, hoành nó khoảng 11 gì ha, cũ thì khoảng 10 mấy. Đó, 86 lá gí, chiều cao nó 32, tán độ rộng của nó là 34, tán ngang nó có 26 à. Cây 86 lá gí nha bà con, nguyên thủy nha, bông nó ra rất là nhiều nha. Cây này ở một chậu đài nó cũng lâu rồi, nó già, cây nó ra hoa lắm. Rồi cái này 39 này vô lưu giá 550 ra, mình ship luôn cái chậu bà con ơi, 86 lá gí. Rồi tiếp tục là mã số 30-40, cũng cây 86 lá gí nguyên thủy nha bà con. Cây này nó có dáng rất là đẹp nha. Đó, có một cành quyền rất là đẹp đó, nhìn nó dáng mà rất là hay, đẹp lắm rồi con. Cây này cây bài bản đàng hoàng nha, sữa đàng hoàng, đúng bài đàng hoàng chứ không phải cây sữa có bẩn nha. 86 lá gí, rồi chiều cao đó là 23, tán độ rộng ở đây là nó 44, tán ngang ở đây là 26 rồi con ơi. 86 lá gí nguyên thủy nha. Rồi, tổng cái hoành của nó nha, tổng hoành vị trí là nó 22 rồi con đó. 86 lá gí nguyên thủy. Rồi cây mã số 40 này giao lưu giá 1,8 triệu, mình ship luôn cái chậu cho con em, bao ship toàn quốc, ship luôn chậu đẹp nha con, 1,8 triệu. Rồi tiếp tục mã số 41 là một cây 86 lá gí nguyên thủy luôn nha bà con, 86 lá gí nguyên thủy. Đó, cây này rất là đẹp nha. Đó, đây cái dáng này quay quái chơi cũng sửa bài bản thôi bà con, cũng tay nghệ nhân làm chứ không phải mà sửa ta bậy bà con. Chiều cao nó là cũng 30, tán nó rộng ở đây là 40, tán ngang ở đây là 26. Rồi rồi, thông số cái hoành cho bà con xem cái hoành nữa đó coi, hoành vị trí nó 24 nha bà con, hoành 24 đó. Cây 86 lá gí này mã số 41 thì giao lưu giá 1,5 triệu, mình ship luôn cái chậu nha bà con. Rồi tiếp tục là mã số 42, cũng là cây 86 lá gí nguyên thủy luôn nha bà con. Cây này rất là thừng chậu nha, vô dây được ngay, giờ gỡ dây hết rồi đó, vậy là bà con là chơi là tỉa chơi thôi chứ không còn chỉnh sửa nữa nha. Đó, 86 lá gí nguyên thủy nè, gỡ dây rồi nha bà con, cây rất là già, ở trong chậu nó già, cây nó trắng hết rồi đó. 86 lá gí nguyên thủy không ghép. Rồi tổng chiều cao đó là 30, tán nó rộng ở đây là nó 46, tán ngang ở đây là nó 32. Đó, 86 lá gí nguyên thủy bà con ơi. Rồi thông số cái hoành cho bà con xem nha, hoành vị trí này nó 24 nha, hoành 24. Đó, cây mã số 42, 86 lá gí mình giao lưu giá là 1,8 triệu, mình bao ship, ship luôn cái chậu đẹp luôn bà con, bao ship toàn quốc. Rồi hết mấy cái 86, mình có mấy cây mai kiến thủy với kim thanh mai rồi con, mini để bàn nha. Cây này cái kim thanh mai rồi con, cây này rất là già rồi, nó nhỏ nhưng mà già, hoành nó cái con hoành nó mới lớn, mini hoành nó 8, hơn 8 rồi con, chưa được 9, 8 mấy à. Rồi chiều cao nó 22, tán nó rộng ở đây là 30, tán ngang nó 20. Đó, cây này là cây mai kiến thủy kim thanh mai nha bà con, kim thanh mai đó, nó dáng nó gì nha bà con, kim thanh mai. Rồi cây mã số 43 này giao lưu giá là 650k, mình ship luôn cái ship luôn cái chậu đẹp luôn nha bà con, 650k bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp tục muốn một cây kim thanh mai, cây này dáng quái nha bà con, dáng gì, dáng nhân nha, có tàn rất là quái nha, đứng một tàn ở xuống như chiếc lá vậy đó, mà con nhìn rất đẹp không, nó già, chủ yếu là nó già nha, nó nu nần từ trên dưới nè, cây nó nhỏ mà quá già luôn nè, ăn quá đá hết rồi, nu nần từ trên dưới, cây là thuộc cây quái. Rồi chiều cao nó 40,
đó. Tán nó từ đây nó xuống đây là nó 19, tán ngang này 16, thông số hoành đây, hoành nữa là 11, gửi tính 11 rồi bà con ơi. Đó, cây kim thanh mai nha bà con. Rồi cái này giao lưu giá là 900k, mã số 44, mình ship luôn cái chậu luôn nha, bỏ ship toàn quốc. Rồi tiếp tục là mã số 45. Đó, 45 là cây này là cây mai khiến thủy chung nu nha bà con. Cây này chung nu, đế là đế là sắp đế, là sửa đế là như ý nha bà con. Đế này đi bằng 24 giờ đó, đế này đều rang không thiếu chỗ nào hết nè. Nó nở cũ luôn nha bà con. Đây này là mai kiến thủy chung nu. Để thông số chiều cao cho con xem nha. Chiều cao đây là nó 35. Tán nó rộng ở đây là nó 49 nha. Tán ngang ở đây là nó 36. 36. Rồi thông số bệnh cho con xem nha. Cái này đế là rất là đều, đế là không có chê được. Đó, hoành nó là 20 nha con. Hoành 20. Hoành 20 dáng rất là đẹp, con tay chân này đủ nha. Đó, cái đùi nó cũng to to hết rồi. Đây. Cái này qua nước này nó gỡ dây hết được rồi. Đi dặn lại cho nó đều. Đó. Nó hết thẹo rồi nha bà con. Mấy thẹo này cũng lành hết rồi. Cũng lành hiếp mặt hết rồi. Rồi cái mã số 45 này mang thủy chung luôn, mình giao lưu giá là 3,8 triệu, mình bao ship toàn quốc, ship luôn cái chậu luôn nha bà con chơi nha, chậu đẹp nha bà con. Chậu này chậu đẹp chứ không phải là chậu xi măng nha. Rồi mã số 45 3,8 triệu. Rồi tiếp tục là mã số 46 là cây cuối cùng trong clip này nha bà con. 46 là cây này là mai kiến thủy lá lớn da đen nha bà con, mai kiến thủy lá lớn da đen. Đó, cây này lùng lực rất là đẹp, bút măng nha bà con. Nó giống như một măng vậy đó. Rất là đẹp luôn. Nó giót đọt nha bà con. Cây này nói chung là không còn thẹo nha bà con, mấy cái thẹo này lành hết nha. Cái thẹo này là bảo đảm là 100% lành luôn nha. Đó, cái này lành hết luôn rồi. Đó, nó giót đọt nhưng mà cái thẹo này chặt ngang lành luôn rồi, cái này lành luôn. Cái thẹo chỗ này là lành thẹo nghe bà con. Đó. Đó, lành thẹo luôn rồi đó. Mai kiến thủy da đen nha bà con. Cây này rất là đẹp, già lắm rồi. Cây này là cây cố liếp nha bà con. Đây, nó về nè, tay chân nhà ngang, hình chữ A, gốc chữ A rồi ngàn nha bà con. Giót như một măng vậy đó, đó. Quay mặt này cho bà con xem. Đây, nu đặn chân nè, đó. Mai kiến thủy da đen nha bà con, lá lớn. Rồi, chiều cao của nó là 44. Tán nó rộng ở đây là nó 60. Tán ngang ở đây là nó 46 nha bà con, 46. Đó. Quay vòng và thông số hoành cho bà con xem nha. Mai kiến thủy da đen lá lớn. Kiếm được cái cây gì nó cũng hiếm nha bà con, cũng săn lùng lắm mới được vậy nha. Đó, mình đo cái hoành ở chỗ này là nó 45 nha bà con. Hoành vị trí này 45 nha đó, còn tròn đó nha. Cái cổ rễ đây trên đây là 45 nha. Đó, còn đo tổng cái bộ đế ở dưới là nó lớn. Hoành nó 45, tổng cũ nó là nó tới tổng cũ nó là tới 60, là 60 đó nha bà con, 60. Đó, cũ dưới là 60, cũ đế 60, hoành 45. Rồi cây mai kiến thủy da đen này nếu bà con cô bác thì có thích nó thì giao lưu số điện thoại của mình là 0915725306, số Zalo là số đó nha bà con. Cũng rất được mong chúng sự ủng hộ của bà con cô bác. Cây này là cây cứu clip. Mình cũng xin chào bà con cô bác và các bạn lý sao, mình cũng rất mong bà con cô bác xem kênh ủng hộ mình rất là cảm ơn nhiều nha bà con. Rồi xin chào.